Vũ Hồng xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Thành. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị các bạn một căn nhà ở phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này nằm ở cái đường đôi lớn nhất nhì của quận 11 luôn. Căn nhà này thì có kích thước ngang là 4m và chiều dài nhà là 18m. Nhà có kết cấu một trệt hai lầu với một cái sân thượng. Thì căn nhà này thì chủ nhà đang cần bán nên chủ bán giá là 11 tỷ. Giá này có thương lượng chút đỉnh ha. Căn nhà này có chủ quyền hồng hoàn công rồi. Thì nhà mình là nằm đường đôi hướng nam. Cái đường đôi phía trước nhà mình là rộng khoảng gần 30m. Và ở phía giữa đường thì nó có một cái sân gạch chung để làm cái khuôn viên sinh hoạt chung cho người dân ở khu vực này. Thì đây là xem như là một trong những cái con đường đôi đẹp nhất của phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và quận 1, quận 11 nói chung ha. Thì nếu đây là lần đầu mà cô chú anh chị bạn xem kênh Nhà Đất Sài Thành Review Bất Động Sản thì cô chú anh chị bạn nhớ đăng ký kênh, ủng hộ để xem nhiều bất động sản của Nhà Đất Sài Thành ha. Đăng ký xong nhớ bật chuông nha. Còn cô chú anh chị bạn đã xem nhiều video bất động sản từ review bất động sản từ kênh Nhà Đất Sài Thành thì cô chú anh chị bạn hãy bật cái chuông lên. Coi mình chưa bật chuông thì mình bật chuông lên để theo dõi nhiều bất động sản từ kênh Nhà Đất Sài Thành up lên sớm nhất nha. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn thấy cái bất động sản nào ưng ý thì hãy gọi qua số điện thoại 0933 797979 từ kênh Nhà Đất Sài Thành để cô chú chị bạn đi xem nhà ha. Còn nếu mà mình thấy bạn bè người thân của mình có nhu cầu mua những căn nhà giá cả phù hợp thì hãy chia sẻ cái bất động sản này để người thân của mình, người bạn bè của mình mua được những cái căn nhà ưng ý với giá cả hợp lý trên kênh Nhà Đất Sài Thành ha. Nếu mà xem xong video đến này thấy mà nhà đẹp giá cả hợp lý thì hãy cho Vũ Hồng một like nha, cho một like bật lên vậy nè. Cô chú anh chị và các bạn ơi, Vũ Hồng đang đứng trên cái đường đôi. Đây là cái con đường mà đẹp nhất của phường 1, quận 11 nói riêng và của quận 11 nói chung ha. Thì đây là những con đường mà có giá trị nhất nhì của quận 11 luôn. Đó. Nó thì cái số nhà mình nó là con hẻm. Thông từ đường Tân Quá thông sang đường Hồng Bàng ngay chỗ xe máy Quang Phương cà phê Đà Lạt Phố đi vào á. Nhưng mà đây là con đường lớn và đẹp, có giá trị. Ở giữa là nó có thêm một cái khoảng sân gạch, ở giữa có những cái dụng cụ tập thể dục cho cư dân ở khu vực này. Này như là một khu vực biệt lập đó, rất là yên tĩnh. Cô chú anh chị bạn nào quan tâm thì hãy theo chân Vũ Hồng sẽ review cho cô chú anh chị bạn xem ha. Thì vì lý do riêng nên Vũ Hồng không có show cái địa chỉ, nên cô chú anh chị và bạn vui lòng gọi cho Vũ Hồng trước khi tới xem nhà ha. Gọi cho Vũ Hồng thì mới xem được nhà, nhưng cô chú anh chị bạn gọi trước nửa tiếng đến 40 phút thì Vũ Hồng sắp xếp để cho cô chú anh chị bạn xem nhà nha. Thì cái hướng bên trái Vũ Hồng nè thì sẽ ra ngoài đường Hồng Bàng gần chân cầu vượt cây gõ ngay chỗ xe máy Quang Phương với cà phê Đà Lạt Phố. Còn cái hướng này nè, hướng này đi thẳng lên là gặp bờ kinh Tân Quá ha. Rồi bây giờ Vũ Hồng sẽ review cho cô chú anh chị bạn xem phía trong căn nhà nha. Vũ Hồng không quay mặt tiền căn nhà nha cô chú anh chị bạn. Nhà mình có kích thước ngang là 4m và chiều dài là 18m. Nó nhà có một cái khoảng sân rộng phía ngoài thì chủ có làm cửa lùa. Ở trên có mái lùa ha, mái lùa để lấy gió, lấy không khí sáng từ ngoài ha. Ở phía trước này là khoảng 4m mấy á, nó rất rộng rãi luôn. Nhà có chủ quyền hồng hoàn công rồi nha. Rồi Vũ Hồng sẽ quay vào trong cho cô chú anh chị bạn xem ha. Đây phía bên trong nè. Nhà mình là sử dụng cửa gỗ nha cô chú anh chị. Nhà mình là sử dụng cửa gỗ ha. Ở đây là cửa gỗ nha. Ở phía ngoài là cửa lùa, sắt lùa. Bên trong là cửa gỗ. Ở đây là không gian ở phía ngoài nè. Đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Ở phía ngoài đó là cái đường đôi 30m ở phía trước. Một căn nhà rất là vị trí đất địa nha cô chú anh chị bạn. Giá chủ nhà đang kêu là 11 tỷ nha cô chú anh chị bạn. 11 tỷ đồng ha.
Rồi, Vũ Hồng review vào trong cho cô chú anh chị bạn xem tiếp ha. Đây, cầu thang đi lên nè. Đó, cầu thang thì làm xích ra ngoài chút, phía sau nó rộng hơn. À. Đây là cái cầu thang của nhà mình ha. Vũ Hồng xin nhắc lại kích thước của nhà mình, ngang là 4m, dài 18m, nhà hướng nam nha. Ở phía trong này có phòng sinh hoạt chung. Ở đây bên trong có cái phòng sinh hoạt chung ha. Rất rộng rãi luôn nha cô chú. Đó, gian bếp nhà mình nè. Ngang 4m và dài là 18m nha. Ở phía sau lưng này có thêm một cái giếng trời. Giếng trời này cái hành lang, cái này mình gọi là sao ta, gọi là thông hành địa dịch ha. Đó, giếng trời là bên trên nè. À, những chờ lên trên nha, chút xíu Hồng lên trên chứ Hồng quay cho cô chú anh chị bạn xem ha. Đó. Chú Hồng chỉ đường đi cho cô chú anh chị bạn xem ha. Là đường đi là cô chú anh chị bạn đi từ ở trong Thuận Kiều đi ra, thì cô chú anh chị bạn xuống chân cầu vượt cây gõ, bờ đối diện với xe máy, cái hãng xe máy Quang Phương, cà phê Đà Lạt Phố, thì cô chú anh chị bạn rẽ bên tay phải vào gặp cái đường đôi lớn, nhà mình ở mặt tiền đường đôi hướng nam nha. Rồi chú Hồng mời cô chú anh chị bạn lên lầu ha. À, lên trên lầu nha. Đó, cầu thang thì tay vịn gỗ, mặt đi bằng đá hoa cương. Mấy hốc này chủ trang trí rất là ok nha. Căn nhà này là chủ xây để ở chứ không phải xây để bán nha cô chú anh chị bạn. Do cần tiền làm ăn nên chủ bán. Đó, đầy dán giấy dán tường Hàn Quốc đẹp lắm. Rồi Vũ Hồng mời cô chú anh chị các bạn ra phía trước ha. Cầu thang lên lầu nè. Đó, hai lầu với sân thượng trên ha. Cái khoảng giữa này có cái lỗ sáng nè. Đó, cái lỗ này sáng lắm. Đó, lấy gió lấy sáng từ trên ha. Này. Đây phòng ở phía trước lầu 1. Vô mở đèn lên ha. Đó, phòng phía trước lầu 1 nè. Cửa gỗ nha. Đây làm phòng khách có riêng tư ha. Cái đường đôi nữa ha, cái sân trước của nhà mình nè, bên đây là ủy ban dân phường nha, bên đây là ủy ban dân phường, bên đây là ủy ban dân phường. Rồi dọn ra phía sau, quay phía sau cho cô chú anh chị bạn xem ha. Cái nhà vệ sinh thì để giữa để sử dụng chung cho phòng trước phòng sau. Đó, nhà vệ sinh nè. Căn nhà rất đẹp huyền bí luôn ha, sang rộng lắm, cửa sổ nè,
Ô lộn, cửa đi bằng cửa gỗ nè. Máy lạnh. Đây có cái giếng trời, cửa sổ mình làm thông ra giếng trời cho mát ha. Rồi vô mời cô chú anh chị bạn lên trên lầu nha. Lên trên lầu ha, ngắm lại không gian ở dưới lầu 1 một lần đi ha. Rồi lên lầu nha. Rồi mình lên lầu tiếp ha. Đây là không gian của lầu 1 bước lên lầu 2. Lầu 2 nhà mình là đủ tắm, lên thêm sân thượng có cái tầng nữa nhưng mà mình không làm cho nhà không có nhu cầu sử dụng nha. Đây đây cái phòng phía trước nè, phòng phía trước của lầu 2. Đây cái ban công phía trước nè, phía trước nhà mình á. Rồi ở trên đây là cái sân thượng đúc nè, để Vũ Hồng lên, Vũ Hồng quay lên trên luôn cho cô chú anh chị bạn xem ha. Đây cầu thang sử dụng chung cho phòng trước phòng sau nha. Đây cũng có cái cửa sổ thông ra giếng trời phía sau. Phòng phía sau nè, 4 phòng ha. Cầu thang này thì làm ở phòng phía sau đi lên. Rồi. Đây cái sân thượng nè, hồi nãy cái giếng trời giữa nè, giếng trời giữa cái cầu thang nè, còn đây giếng trời phía sau nè, nguồn nước của nhà mình đây là máy chà than đó. Khu vực lân cận xung quanh nè, nhà mình là xây cao lên như thế này được luôn, tại nhưng không có nhu cầu sử dụng nên không có làm cao lên như cô chú anh chị bạn. Hai bồn nước luôn ha, ở đây làm đúc thiệt luôn, đà đủ hết. Mình làm cao lên thêm một lầu nữa vẫn ok ha. Đà đúc đồ đầy đủ hết rồi nha. Hoàn công rồi luôn. Và đây nhìn xuống dưới nè. Rồi Vũ Hồng xin nói lại thông tin của căn nhà mình nha cô chú anh chị các bạn. Căn nhà mình á, địa chỉ á, là đường Đôi, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nhà mình có kích thước ngang là 4m và dài là 18m. Nhà có kết cấu á, là một trệt, hai lầu với sân thượng đúc. Nhà có chủ quyền Hồng hoàn công rồi hướng Nam. Đó, nếu lần đầu cô chú anh chị các bạn xem kênh thì hãy
đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ Vũ Hồng ha. Còn nếu như mà đã xem nhiều lần thì xem mình bật chuông, chưa bật chuông thì bật chuông để xem nhiều bất động sản của Vũ Hồng quay hơn nha. Nếu có nhu cầu mua căn nhà giá 11 tỷ này hoặc tìm hiểu thì hãy gọi cho Vũ Hồng qua số điện thoại 0933 797979. Còn nếu như mà cô chú anh chị bạn thấy bạn bè người thân của mình có nhu cầu mua nhà mà giá này hợp lý thì hãy chia sẻ cho họ để giúp cho họ mua được căn nhà như ý nha, và giúp cho chủ nhà bán nhanh bán được nhà. Xem xong hết video clip này nhớ cho Vũ Hồng like ha, ủng hộ nha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video qua nhà lần sau. Xin nhắc lại, nhà này ở đường Đôi, phường 1, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những con đường đẹp nhất của phường 1 nói riêng và quận 11 nói chung. Nhà mình là có giá là 11 tỷ ha, ngang 4 dài 18 đường Đôi nha, một trệt, hai lầu và sân thượng ha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn lại gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video lần sau. Xin chào ha.